rồi tiếp theo đó là cái nào quan trọng nha các vitamin nhóm B, các vitamin nhóm B là nhóm vitamin bổ sung năng lượng cho cơ thể sẽ là B1 nè, B3 nè, B6 nè, B9 và B12 đầy đủ hết luôn thì các bạn không cần phải mua vitamin B khi mà đã mua cái thằng Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gia Mình cùng với mình ngày hôm nay. Một video để so sánh cho các bạn rõ được hai loại EA là amino acid đang có tại Gia Supp là nên chọn loại EA nào, lý do vì sao nên chọn thì mời các bạn theo dõi video sau đây. Đầu tiên, chúng ta sẽ tới với cái tên của nó trước đã. Đầu tiên sẽ là EA Nutra đó của hãng trách luôn cái EA này thì anh em mình ai cũng biết rồi ở xuất hiện ở thị trường Việt Nam đâu đó tầm 3 bốn năm rồi nó cũng lâu rồi nha thì nó chỉ có cái hũ nhỏ như thế này thôi hũ 30 lần dùng nha rồi tiếp theo sẽ là BVL EA cái loại EA này thì nó sẽ xuất hiện ở Việt Nam đâu đó mới đây thôi tầm khoảng tầm năm đổ lại đây thôi và nó sẽ có hai size cho mọi người lựa chọn luôn là size trên tay mình cầm đây là size 90 lần dùng và size 30 lần dùng cũng giống như EA Nutrex rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới với cái phần quan trọng nhất là cái phần thành phần của nó EA Nutrex trong một sơ vinh nó sẽ cho các bạn là 8 gam EA trong đó sẽ có 6 gam BCA và 2 gam là các amino acid thiết yếu khác sau rồi đó chúng ta sẽ có thêm là 60 mg canxi điện giải nè, 30 mg phospho nè, 20 mg magie, 90 mg sodium và 50 mg potassium cộng hết cái đống này lại nó sẽ là 250 mg điện giải đồng hành với đó là 8 g EA rồi tiếp theo cột cái thành phần của con này là khủng khiếp hơn nha kinh khủng hơn là trong một sơ vinh 12,3 g nó sẽ cho các bạn là 7,2 gam EA đó là so với cái loại cái lượng EA thì nó sẽ thấp hơn cái thằng uh, Nutrec, thấp hơn chút xíu trong đó nó sẽ có là 5 g BCA cái hàm lượng BCA nó cũng thấp hơn luôn và hàm lượng EA thì chắc chắn thấp hơn nói chung xét về cái khía cạnh EA thì cái thằng BVL này nó thấp hơn so với loại Nutrec thấp hơn nha nhưng mà cũng không đáng kể lắm rồi tiếp theo chúng ta sẽ có các uh, focus plan Focus blend có nghĩa là những cái giúp cho cái mình chút giúp cho chúng mình tăng sức mạnh và tỉnh táo tập trung sẽ là taurin, tyrosin, đó đầy đủ hết. Rồi tiếp theo đó là cái nào quan trọng nha? Các vitamin nhóm B, đó, các vitamin nhóm B là nhóm vitamin bổ sung năng lượng cho cơ thể sẽ là B1 nè, B3 nè, B6 nè, B9 và B12 đầy đủ hết luôn. Thì các bạn không cần phải mua vitamin B khi mà đã mua cái thằng BVL này rồi. Còn thằng này là không có vitamin B nha và cả không có luôn cái focus đây như này luôn rồi tiếp theo đó chúng ta sẽ tới cái phần điện giải điện giải thì cả hai thằng đều có nhưng mà bây giờ mình so về cái số lượng trước sẽ là 65 mg canxi điện giải nè 84 g mắc nhê nè 120 mg chlorin nè rồi 75 mg sodium và 85 g potassium cộng hết cái đống này lại chúng ta sẽ có là tầm ba trăm mấy bốn trăm rồi hơn hơn so với cái thằng EA track này thì hai thằng này đang phân phối tại khắp các chi nhánh của Gia Súp Lemon thì các bạn nếu mà muốn đặt hàng thì các bạn các bạn có thể liên hệ với Gia qua thông tin mà đang để trên màn hình đây hoặc là các bạn cứ comment xuống bên dưới để mình có thể chốt đơn và tư vấn thêm cho các bạn cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những video tiếp theo